OC Group đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, sau 5 năm phục hồi và phát triển mạnh mẽ, năm 2019, thị trường bất động sản Đà Nẵng xuất hiện nhiều biến động. Nhiều chuyên gia nhận định, phân khúc căn hộ, nhất là căn hộ cao cấp ven biển, đang là tâm điểm được giới đầu tư ráo riết săn lùng. Để hiểu rõ hơn về nhận định này thì xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin sau đây của Invest TV. Thời điểm sau Tết Nguyên đán 2019, thị trường bất động sản Đà Nẵng rộ lên cơn sốt đất nền. Cơn sốt ảo đã dẫn tới nhiều dự án ma, do số đông phần lớn là các nhà đầu cơ muốn đầu tư lướt sóng và thu lãi nhanh. Chính quyền Đà Nẵng cũng đã vào cuộc và có những động thái kiểm soát rất chặt chẽ việc chào bán đất nền, dẫn đến lượng cung ra thị trường vô cùng hạn chế. Nhà đầu tư thứ cấp tỏ ra hời hợt, thị trường bắt đầu chững lại. Minh chứng là khu vực phía Nam và Tây Bắc, nơi từng gây sốt bất thường ở thời điểm đầu năm nay, nhưng đến nay vẫn không thể giao dịch được lô đất nào, dù đã giảm giá sâu từ 20 đến 30%. Cũng như phân khúc đất nền, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng cũng đang rơi vào vòng luẩn quẩn, xuất hiện những dấu hiệu trầm lắng rõ rệt. Theo báo cáo của công ty cổ phần DKRA Việt Nam, trong nửa đầu năm 2019, thị trường không ghi nhận bất cứ dự án mới và giao dịch nào thuộc phân khúc này. Nguyên nhân chủ yếu của sự trầm lắng này là do khung pháp lý cho loại hình bất động sản nghỉ dưỡng condotel chưa được hoàn thiện. Cơ quan chức năng Đà Nẵng cũng khẳng định, tới thời điểm hiện tại, chưa hề cấp một sổ đỏ có thời hạn lâu dài cho các căn hộ condotel trên địa bàn thành phố. Do đó, các nhà đầu tư thứ cấp vẫn còn e ngại trước loại hình bất động sản này. Khác với hai phân khúc trên, sự biến động của thị trường bất động sản Đà Nẵng lại là điều kiện để loại hình căn hộ cao cấp được trỗi dậy và bứt phá. Trước bối cảnh khủng hoảng pháp lý, căn hộ vẫn là phân khúc quen thuộc với khung pháp lý ổn định, an toàn và quyền sử dụng đất lâu dài. Theo quy định của luật đất đai, chủ sở hữu sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở đối với căn hộ. Ngoài ra, chủ sở hữu cũng có thể sử dụng căn hộ vào mục đích kinh doanh, cho thuê dài hạn và ngắn hạn, đáp ứng nhu cầu lưu trú vào mùa du lịch Đà Nẵng. Hiện nay, nguồn cung căn hộ vẫn còn khan hiếm, trong khi sức cầu thị trường chưa có dấu hiệu giảm. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia đánh giá cao khả năng tăng giá của loại hình này trong tương lai. Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Đà Nẵng cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn thành phố không có dự án căn hộ cao cấp nào được mở bán. Tỷ lệ tiêu thụ chủ yếu đến từ những dự án đã được xây dựng trước đó. Những căn hộ có mức tăng giá cao thường nằm ở quận Hải Châu, Sơn Trà, dọc theo sông Hàn và trục đường ven biển Võ Nguyên Giáp, nơi có điều kiện giao thông thuận lợi, đầy đủ tiện ích và thu hút lớn khách du lịch nước ngoài. Trong khi dân số vẫn còn tiếp tục tăng, quỹ đất Đà Nẵng lại không còn nhiều để mở rộng đô thị. Đặc biệt, Đà Nẵng đang đón nhận làn sóng nhập cư của người địa phương và người ngoại quốc. Nhiều đường bay thẳng từ Đà Nẵng đi từ quốc tế đến Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc đã và đang tiếp tục được khai thác. Theo đó, nhu cầu về nhà ở chắc chắn sẽ bùng nổ trong tương lai không xa.